tham em thơ thai mình tuyển ca sĩ độc quyền này. Sao váy của ta lại rách như thế này? Em tên là Thanh Tâm, còn bạn dự thi với em. Người đã quên đi. Xin chúc mừng hai em và người được chọn tiếp vào vòng trong. Gió theo em đi về phương nào và đã tao bảo xem này tao mua được cái gì về nhá. Không hiểu làm sao mà trời xui khiến rủi kiểu gì mà chủ quán lại không có tiền trả lại cho tao. Thế bớt hẳn cho tao được hẳn 2.000. Eo thật á, sướng ghê. Mà thôi mày ăn trước đi, tí tao ăn sau. Thôi hát hò cái gì thì cũng phải ăn đi thì mới có sức mà hát chứ. Đây. Sau này nhá, mà có tiền, thật nhiều tiền, ta sẽ mua hết quẩy xoắn ở cả cái Hà Nội này. Bánh mì, rồi là sữa, để tao ăn cho thỏa thích, cho đãi đời thì thôi. Thế thôi à? Còn tao nhá, nếu tao có tiền, tao sẽ ăn hết tất cả các loại sơn hào hải vị trên cái cuộc đời này. Xong rồi còn đi vòng quanh thế giới du lịch nữa. Xong rồi sang thăm cả Hollywood nữa. Xong rồi tao sẽ sang nhà chị Taylor Swift để bảo chị hát cho tao nghe nữa. Mày đặt mơ ước cao sang quá vậy. Thì có ai đánh thuế giấc mơ đâu. Nhưng mà kể ra sinh viên như bọn mình biết bao giờ mới giàu được nhỉ? Không phải là không, mà là chưa giàu thôi. Mày cứ đợi đấy, đến một ngày nào đó tao sẽ trở thành một người ca sĩ thật sự rất là nổi tiếng. Đến lúc đấy bầu sâu còn phải xếp hàng để gọi tao đi hát đi chứ. Lúc đấy cát xê một ngày của tao sẽ có thể mua cả một ngọn đồi quê luôn. Wow, kinh nhở. Thế thì đến lúc đấy mày phải cho tao đi du lịch vòng quanh thế giới với mày đấy. Đi luôn. Đây. Ê, cái gì đây? Ơ, Ham Entertainment tuyển ca sĩ độc quyền này. Ui, hợp đồng 1 năm, thu nhập cả 100 triệu. Đây là cơ hội để cho tao với mày đổi đời đấy. Làm giàu không khó, đã đến lúc chúng ta làm giàu rồi. Mày có tham gia không? Ồ, đi chứ. Đây là cơ hội ngàn năm có một cơ mà. Thế mày có đi không? Tất nhiên là có rồi. Ui giời, tự dưng tao lại hỏi cái câu ngớ ngẩn thế nhở? Và gió theo em trôi về con đường, và nắng theo em. Được. Cái đoạn này là lên cao thì mình phải mở rộng khẩu hình của mình ra và cột một cái hơi thật chắc ở bụng thì mình mới hát được, hiểu chưa? Hít một hơi thật sâu. Cái quan trọng rằng là tròn vành rõ tiếng là một chuyện rồi, phải thẳng lưng lên, giữ một hơi cột thật hơi cái chắc ở bụng này nè thì lúc đấy mới hát được, hiểu chưa? Nào, 3, 2, 1. Và nắng tượng. Tao khát nước quá, để tao đi lấy nước. Mày có uống nước không? Tao lấy luôn cho nhá. Uống nước đi. Hấp à? Uống nước lạnh cho nó đau họng à? Mày bị dở hơi à? Nước này có lạnh đâu. Trời nóng như thế này phải uống cái này nó mới mát chứ. Thôi uống đi này. Thôi uống đi. Ôi, đúng là Ham anh thật tài mừng có khác. Trông xịn sò thật đấy. Đẹp nhờ. Này, hay là thôi đi, tao với mày vào trong nhà vệ sinh thay quần áo luôn, không muộn giờ. Này, của mày đây. Này, mày thấy tao mặc cái váy này có được không? Đẹp mà đúng không? Ôi, sao này? Sao váy của tao lại rách như thế này? Sao lại có thể như thế này được nhở? Mày để ở đâu đấy? Tao chỉ để ở trong túi thôi, tao đã kiểm tra rất kỹ trước khi đến đây rồi. Sao bây giờ? Còn có 15 phút nữa là vào casting rồi. Bây giờ mà cái váy rách như thế này thì làm sao mà tao lên thi được? À, tao còn mang một bộ đồ nữa đấy. Hay là mày mặc tạm đi. Đây. Như thế này có được không? Không thay là tí muộn đấy. Thôi đi đi đi. Có được không? Đẹp mà. Sao hết? Ngồi xuống đây tao bảo. Này, làm
hộ nước đi cho mát họng. Quần áo ấy chỉ là vật ngoài thân thôi, không sao cả. Lát nữa vào trong kia ấy, cố gắng hết sức là được nhá. Đây, uống đi. Uống đi. À, mà này, tao thấy má hồng của mày cũng hơi nhạt nhạt rồi đấy. Để tao đánh lại cho nhá. Xong rồi, xinh rồi đấy. Xin mời thí sinh Thanh Tâm và Abby vào thi. Đi thôi mày. Tự nhiên tao đau bụng quá, không chịu được, tao phải chạy đi vệ sinh đã. Mày vào trước đi. Em chào các ban giám khảo ạ. Em tên là Thanh Tâm, còn bạn dự thi với em thì bỏ thi rồi ạ. Em đây ạ. Em xin phép, em vào muộn ạ. Dạ, sau đây bọn em xin trình bày phần thi của mình ạ. Mời em. Và gió theo em trôi về con đường, và nắng theo em trên dòng sông vắng. Người đã quên đi những miền xanh thẳm, người đã quên đi những lần em buồn. Một tiếng chuông chuông. Các em hát rất tốt. Tại sao cô ta lại... Mình đã bỏ thuốc vào cốc nước của cô ta rồi cơ mà. Xin chúc mừng hai em đã hoàn thành xong phần thi của mình. Và người được chọn tiếp vào vòng trong chính là em, Amy. Ôi, em được vào rồi ạ. Em cảm ơn anh, em cảm ơn chị ạ. Chị ơi, em hâm mộ chị lắm ấy ạ. Tao đỡ rồi. Bỏ ra. Tôi không phục. Không phục. Tại sao lại chọn cô ta cơ chứ? Rõ ràng là tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, từ trang phục, tóc tai, rồi cả trang điểm nữa. Tại sao lại chọn cô ta? Tại sao? Tâm, mày nói cái gì thế? Tao nói không đúng à? Mày thử nói xem. Tại sao lúc nào cũng là mày? Lúc nào cũng là mày? Hả? Các người nói đi. Tôi mới là người được chọn chứ. Dù thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng đã quyết định rồi. Mời em về cho. Không, tôi không về. Các anh phải chọn tôi. Phải chọn tôi. Tôi mới là người xứng đáng ở lại công ty này chứ. Mày thôi đi được rồi đấy. Đừng có diễn nữa. Mày đang thắc mắc tại sao tao không bị đau bụng sau khi uống nước của mày có đúng không? Là bởi vì tao chưa hề uống thứ nước đó. Ngay từ lúc biết thông tin casting, mày đã có ý định hại tao. Lúc tập mày cố tình lấy nước đá rất lạnh ép tao uống. Đêm hôm đó, nhân lúc tao ngủ say, mày lẻn vào phòng chỉnh điều hòa điện độ xuống mức thấp nhất, nhằm mục đích khiến tao bị khàn giọng không thể tham gia casting được. Ngày đi thi, mày cố tình làm hỏng chiếc váy của tao. Nhưng đến khi tao check camera, tao mới thấy sốc thật sự khi biết người hại tao chính là mày. Đáng sợ hơn, mày còn định bỏ thuốc sổ vào nước, định hại tao không vào thi được. Đây chính là lọ thuốc sổ mày đã bỏ vào chai nước để đưa cho tao uống có đúng không? Nhưng cũng may mắn là tao đủ tỉnh táo để thoát khỏi âm mưu của mày. Tao không thể ngờ rằng bạn bè chơi với nhau bao nhiêu năm nay mày đã có thể hại tao như thế đấy. Tao không hại mày, là mày xứng đáng bị như thế. Mày thì có cái gì hơn tao cơ chứ? Xấu hơn tao, hát cũng không ai bằng tao. Mà tại sao lúc nào mày cũng là người may mắn được chọn? Tại sao lúc nào cũng là mày? Vì mày mà tao luôn luôn đứng đằng sau. Đúng ra tao phải là người đứng ở vị trí số 1 chứ. Mày nghe chưa? Nếu như mày tự tin như thế thì tại sao mày phải hại tao? Tất cả những việc mày làm chỉ chứng minh bản thân mày kém cỏi. Mày không tin vào khả năng của bản thân mày thôi. Mày yêu đi. Đủ rồi đấy. Nãy giờ ngồi đây, tôi có nghe được câu chuyện của hai người. Tôi cũng hiểu được một phần nào. Tâm ạ, dù em có tài thế nào đi chăng nữa thì công ty của anh sẽ không bao giờ nhận một người không có đạo đức chỉ vì ganh tị với ai đó mà em sẵn sàng bày mưu tính kế hại người khác. Thì mãi mãi
cô chỉ là cái bóng đi theo sau lưng người khác mà thôi.